Get started. Câu đầu tiên nào. Câu này thì khá là easy thôi đúng không? Phát âm của th này. Think, thick, that và thing. Nghe một phát biết luôn đúng không? À, con này là C. À, cô hay có kiểu viết ra ngoài như này nhá. Để chúng mình có thể check đáp án dễ hơn. Ok, tiếp tục câu số 2 nào. Mình có miss, có child, có sign và có might. Easy nữa đúng không? À, có thể là tiếp tục mình sẽ có câu liên quan đến trọng âm. Trọng âm này. Balloon. Nghe thấy hai rồi đúng không? Balloon. Spirits. Một. Panda. Một. Và island. Lưu ý nhé. Lưu ý nó là island, chứ không phải là Iceland. Ok. Đừng bao giờ đọc là Iceland nhé các bạn nhé. Island. Tiếp tục. Câu số 4. Disappoint. Thì this là một cái tiền tố cho là không làm thay đổi trọng âm, nhưng các bạn chỉ tập trung vào từ appoint thôi. Appoint trọng âm 2. Appoint. Tiếp tục be satisfied. Educate cũng có cái nhận biết đúng không? Mình có 8. Thứ ba từ dưới lên là educate, educate. Một. Và cuối cùng là recognize, recognize. Vậy là B, C và D thì đều là trọng âm 1 rồi. Chọn luôn đó bạn. À, đúng không? A, disappoint. Rồi, tiếp tục nào. The 31st SEA Games. Câu này tự nhiên lại thấy phẩy phẩy đúng không? Mệnh đề quan hệ gì đây? Không hạn định. Không hạn định mà lại ở dạng rút gọn nữa. Đáng ra thì nó sẽ là which was held. Nhưng mà bây giờ nó chỉ ở dạng rút gọn thôi, nên nó sẽ phải là be. Cô sẽ viết cái form đầy đủ của nó ra nhé. Which was held. Ok chưa? Rồi, cái mệnh đề quan hệ rút gọn này thì trong cái buổi, trong cái khóa 21 ngày lấy lại gốc tiếng Anh thì cô cũng sẽ giảng cho các bạn một cái bài liên quan đến mệnh đề quan hệ và mệnh đề quan hệ rút gọn. Thì các bạn cũng cần theo dõi để có thể hiểu thêm về cái phần kiến thức này nhé. Chuyển tiếp vào câu số 6 nào. Life in the city. Câu này là cô cho tiền nha. Nhìn thấy van không? Quá là dễ đúng không? Cứ so sánh hơn là mình thấy van, mà có thấy van là thấy so sánh hơn rồi. Bây giờ là dùng dạng thức là thôi, most gạch đi bỏ qua, exciting không có so sánh. The most là so sánh nhất và cuối cùng chỉ có thể là the more exciting. Đúng không? Nếu như mà trong quá trình giảng cô mà có cái gì hơi nhanh quá thì các bạn có thể bảo cô gõ comment là cô ơi giảng lại câu này, cô ơi giảng lại câu kia nhá. Rồi, tiếp tục câu số 7 nào. Laura will buy a new laptop. Laura sẽ đi mua một chiếc laptop mới. Ngay khi cô ấy có lương, đúng chưa? As soon as là ngay khi she gets her salary. Ok. Khi mà cô ấy có lương hay là sau khi cô ấy có lương thì cũng đúng, nhưng mà ở đây động từ họ đang chia sai này, had got và got để quá khứ, trong khi ở đây nó là will buy đang ở tương lai. Vậy thì mình chỉ có thể chọn phần C thôi. Tiếp tục với câu số 8 nào. To be keen sẽ đi với cả giới từ on. Cái này lưu ý luôn, giúp nhớ giúp cô luôn là cụm này nhá. To be keen on thích cái việc gì? Và đằng sau chắc chắn là dùng verb ing rồi, ở đây thì nó là cycling. Ok chưa? Tiếp tục câu số 9. Câu số 9 thực sự là câu cũng hỏi luôn mà nó quá dễ luôn ấy, đúng không? Không thể nào dễ hơn được. Nhìn thấy phẩy và nhìn thấy question mark ở đây thì chắc chắn nó là tag question rồi, câu hỏi đuôi. Mà câu hỏi đuôi thì câu khẳng định thì sẽ là đuôi phủ định thôi, mà chỉ có phương án B ở đây là nó đi với các phủ định của to be, đúng chưa? Vậy thì câu này sẽ là B. Tiếp tục sang câu số 10. Câu số 10 thì nếu như bạn nào vẫn còn đang hơi nhầm lẫn on the ấy thì tốt nhất là các bạn học qua ví dụ cho cô. Mỗi một cái loại thì mình sẽ học một cái ví dụ thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ đây là reading books. I like reading books or my hobby is reading books. Đọc quen như vậy đi thì đến lúc đấy mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ đâu, chắc chắn là mình sẽ chọn được luôn phương án A, là cái phương án không có mạo từ nhé. Ok, our school. Ở đây thì là cái gì của trường mình? Đây là software phần mềm, email hay là hardware phần cứng và website, là website của nhà trường. Thì lượt truy cập 10.000 lượt truy cập visit ở đây là liên quan đến fanpage, à đến website, đến cái trang trang web của trường mình. Thì cái visit ở đây là lượt truy cập nhé. Chỉ có thể là đi website. Ok chưa? Tiếp tục sang câu số 12. As a foreign language student, thì là một học sinh mà đang học ngoại ngữ thì chắc chắn là chúng ta phải nên biết how to tra cứu từ điển, new words in the dictionary, trong từ điển. Thì dùng động từ là gì? Look up sẽ là tra cứu nhá.
liên quan đến từ vựng và liên quan đến từ điển, từ mới thì luôn luôn dùng look up. Rồi câu 13 thì lại là một cái câu khá là dễ nữa, vì bình thường thì mình sẽ học luôn thành một cụm là refuse to verb cho cô. Thì câu này không cần, bạn không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần nhìn thấy đâu to verb là mình sẽ điền được luôn, bởi vì nó đang liên quan đến dạng thức của động từ chứ nó không phải là cách chia động từ ở đây nữa. Không phải chia theo thì thời gì cả, nhưng không cần phải lăn tăn, mình chỉ cần quan tâm đến refuse là cái động từ verb 1 ở đây nó phải đi với to verb ở đằng sau nhé. Tiếp tục câu 14 này. The other members in the group showed their dissatisfaction with Sarah. Các cái thành viên khác, other members in the group, trong nhóm thì đang thể hiện cái sự phẫn nộ, sự không hài lòng, dissatisfaction với Sarah's not pulling her in the project. Với cái việc là Sarah đã không kéo cái gì nhỉ? Kéo cái gì ở trong dự án? Thì ở đây ấy, liên quan đến cơ bắp nó ở cân nặng hay là cái đầu hay là cái răng, nghe thì có vẻ không liên quan đúng không, sao tự nhiên lại kéo cái gì ở trong dự án này, thì nó chính là một ý điểm các bạn phải học thuộc thôi, tức là nó sẽ là nghĩa bóng chứ nó không phải là nghĩa đen nhá. Và câu này thì sẽ là pulling her weight đó, tức là không, nếu mà các bạn cô đã từng dạy các bạn cách tra từ điển Anh rồi, các bạn đọc cái từ này trong từ điển Anh thì cũng có thể hiểu nghĩa luôn của nó sẽ là gì. Pulling somebody weight có nghĩa là work as hard as all the people, tức là mình làm việc chăm chỉ như là những cái người khác, thì ở đây là not đúng không? Phẫn nộ là phải rồi, tại vì cả nhóm làm việc mình bà này bà không làm việc thì là not pulling her weight in a project. Ok chưa? Tiếp tục câu số 15, the students. Nhìn thấy when không? 500 anh em có nhìn thấy when ở đây không? When và đằng sau thì động từ đang chia là gì nhỉ? The teacher came. Verb ở thì quá khứ đơn, đúng chưa? Vậy thì cô đã nói rất nhiều lần rồi. Nhìn thấy when là mình phải nghĩ ngay đến là một hành động ra xảy ra và một hành động khác xen vào. Thì mình đã có hành động xen vào, đấy là came. Thì bây giờ chỉ còn lại là đang xảy ra thôi. Và vì là came là quá khứ đơn nên là đang xảy ra phải là đang quá khứ tiếp diễn. Chỉ cần là chọn đúng quá khứ tiếp diễn thôi. Ở đây cái câu này nó còn không quá khó, là bởi vì ở đây nó chia luôn cho mình là were talking rồi, nó không có cái phương án là was talking chẳng hạn, thì để mình khỏi phải lăn tăn đúng không. Các cái còn lại làm gì có cái gì ở quá khứ tiếp diễn đâu, đây chỉ còn hiện tại tiếp diễn thôi. Tiếp tục câu 16 là gì? David still contact with many of his old school friends. David luôn luôn là gì, vẫn đang giữ liên lạc với những người bạn cũ của mình đúng không. Vậy người bạn cũ của bạn ý thì có một cái cụm liên quan đến giữ liên lạc, giữ nhá, dịch đúng nghĩa là giữ liên lạc, thì các bạn sẽ tìm được đúng cái động từ ở đây, nó sẽ phải là keep. Đó, thì có những cái mà nó hơi tương đồng với tiếng Việt một chút thì mình học mẹo theo kiểu đấy luôn, học đúng theo cái từ dịch sang tiếng Việt thì để cho mình nhớ được cái cụm đấy một cách nhanh chóng. Câu 17 này. She hopes that after her book comes out. Cô ấy hy vọng rằng là sau khi cuốn sách của cô ấy được ra mắt thì nó sẽ làm sao? Đọc. Nó ở đây thì chính là her book. Her book thì chủ ngữ nó là vật đúng không? Ở đây là by lộ rõ luôn là đây là một câu bị động rồi. Thì chỉ có thể là phương án D will be read, read, read. Lưu ý giúp cô nha, động từ nguyên mẫu của nó là read và quá khứ hay là quá khứ phân từ thì nó sẽ là read, read. Đọc thì khác nhưng mà viết thì vẫn như vậy nhá. Thế nên ở đây nó phải là will be read. Tiếp tục, children often like wearing. Take holidays thì thích mặc quần áo thì sẽ là màu sáng đúng không? Bright color. Bright color. Vào câu số 19, the band at that time was immensely popular. Cái ban nhạc nó rất là nổi tiếng và often play to và thường chơi cho một đám đông hoặc là khán giả tới 5.000 người, khoảng 5.000 người. Vậy thì ở đây các bạn học luôn cho cô một cụm nhé. Capacity crowd of, chỗ này sẽ là số người này, number, số. Ok chưa? Đó. Ok, vậy thì cái này nếu mà học được xong cái cụm này xong thì không cần phải suy nghĩ gì nữa mà có thể chọn được luôn đúng không? Còn lại những cái kia thì thường nó đang
mô tả về việc là năng lực, khả năng, nên là cái này mới liên quan tới sức chứa, capacity. Ok, rồi mình chuyển tiếp sang câu số 20 nhé. Sang trang nên cô chỉnh lại một xíu để các bạn nhìn rõ hơn. Không biết là các bạn đã nhìn được ngay từ đầu của câu 20 chưa nhỉ? Nếu mà nhìn được ngay từ đầu câu 20 rồi và không bị gặp vấn đề gì thì có thể thả tim giúp cô nhé, để cô biết ha. Cô cũng là một con người hơi lâu tách nên là nhiều thiết bị cùng một lúc là cô hơi loạn, nên các bạn giúp cô là tương tác lại để cô có biết là điều chỉnh kịp thời, ok chưa? Rồi câu số 20 nào, đây là những lại câu mà trong conversation đúng không, trong các đoạn hội thoại thì mình sẽ cùng đọc nhé. Tom is in the restaurant. Bối cảnh của chúng mình là đang ở đâu nhỉ? Đang ở trong một cái nhà hàng. Và would you like to order now? Là người phục vụ đang hỏi Tom. Rồi bây giờ ngài muốn order bây giờ luôn chưa? Vì có nhiều người là đến nhà hàng thì chưa order luôn, là còn phải ngồi chụp ảnh, check in này nọ, xong bắt đầu là kiểu như là mở menu ra đọc mãi mà chưa order được, thì người ta sẽ hỏi câu này: Would you like to order now? Và bây giờ thì sao? Ngay đằng sau mình có nhìn thấy là Tom nói luôn đúng không? Beef steak này and coke. Tức là người ta đã sẵn sàng để order rồi. Vậy thì là gì nhỉ? Yes, sure. Là cái phương án phù hợp ở câu này. Yes, sure. Chắc chắn rồi. Rồi, tiếp tục nhá. Jack and Lynn talking about technology. Đang là một cuộc nói chuyện của hai người này. Jack thì đưa ra quan điểm là I think robots will replace teachers in near future. Tức là sao robots ở trong tương lai thì chắc chắn sẽ thay thế giáo viên thôi. Thế thì đây là một câu nhận định. Và người còn lại thì người ta sẽ bày tỏ là đồng tình hay là phản đối với cái nhận định này, đúng không? Ở đây mình đều thấy là gì, có cả đồng tình và phản đối. Nhưng mà mình bắt buộc phải đọc cái ý kiến của Linh để xem là Linh đồng tình hay phản đối nhé. We'll still need teachers to inspire students. Chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn cần giáo viên để có thể khích lệ, động viên, truyền động lực cho học sinh, chứ không thể là con robot được. Vậy thì là phản đối chắc chắn rồi. Và ở đây thì mình chỉ có thể là I don't think so. Có một số bạn thì sẽ dễ bị nhầm câu này ở câu I couldn't agree more, là cái phương án đi ấy. Tuy nhiên là cái câu này là I couldn't agree more, tức là tôi không thể đồng ý với bạn hơn được, có nghĩa là rất rất đồng ý nhá. Thế nên đừng nhìn cái chữ couldn't mà ngay lập tức khoanh khoanh đi là toi luôn câu này đấy nhá, rất là phí. Rồi chuyển tiếp sang câu sau. Cái bài này thì có một hai bạn học sinh vừa làm kịp và báo với cô là con làm bài này xong bạn chụp đáp án cho cô, thì đi sai ở chính cái bài opposite này. Lớp sau người tá hỏa ra là chết rồi cô ơi, con bị nhầm, là con cứ nghĩ là cái closest in meaning là cái bài trước, còn cái bài opposite là sau, tức là thường là gần nghĩa đồng nghĩa sẽ là trước và sau đó thì mới đến bài là trái nghĩa, nhưng bài này nó lại lật ngược lại, thế là con bị làm nhầm. Thế thì một lần nữa cô nhắc lại nhá, các bạn lưu ý rất kỹ cho cô, đừng bao giờ là bỏ qua cái đề bài, vẫn phải đọc đề bài nhá. Và bài này thì là opposite meaning, là mình phải đi tìm từ trái nghĩa nhá. It is important that the government should take action. Rồi, rất là cần thiết, rất là quan trọng bây giờ, cấp bách là chính phủ phải đưa ra cái hành động của mình để preserve những cái tòa nhà cổ. Ví dụ như là những cái nhà Pháp cũ cổ ở Hà Nội chẳng hạn, cần phải bảo tồn, duy trì nó. Đúng không? Thì ở đây thì trái nghĩa của nó sẽ là cái gì? Mình đọc luôn là protect, destroy, save và maintain. Thì mình sẽ chọn được phương án của nó chính là phương án B, destroy, là phá hủy. Còn lại những cái kia thì mang tính chất là gì? Protect là bảo vệ đúng không? Save cũng là cứu giúp, mà maintain là duy trì. Thì chỉ có destroy là opposite in meaning thôi. Tiếp tục với câu 23. I have to postpone my family holiday. Postpone đây là trì hoãn nhé. Postpone until next month, đến tận tháng sau mới đi, bởi vì because I am now up to my ears in work. Tóm lại là như thế này, đến tận tháng sau mới được đi du lịch, bởi vì làm sao ở chỗ này. Bây giờ có thể không biết up to my ears là gì, nhưng mà hiểu đơn giản là tại sao mà lại không đi du lịch được luôn. Đã ra đi luôn đi chứ, nhưng mà vướng cái gì mà lại không đi được đúng không? Thì chỉ có thể bận bận một cái gì đấy nên không đi được. Thì cái trái nghĩa ở đây sẽ là gì nhỉ? Chắc chắn là nó sẽ không liên quan gì đến cái tai, tức là nghĩa đen của từ rồi nhá. Ear check cũng vậy. Đó, thì còn lại là B và C thì là gì? Have so much work to do hay have nothing much to do? Không có việc gì để làm hay là có rất nhiều thứ để làm, đúng không? Vậy thì up to my ears nó là having so much work to do. Nó chính là cái B này là bằng
Với cả up to my ears. However, tuy nhiên ở đây chúng mình cần opposite in meaning, chứ mình không có cần là closest in meaning. Vậy thì mình sẽ phải chọn phương án ở đây sẽ là phương án C, I mean nothing much to do. Ok chưa? Đến đây so far là mọi người có thấy ổn không? Cuộc sống em ổn không? Nếu mà ổn thì thả tim nhé. Để cô còn biết là chúng mình có thể đi tiếp không nhé. Ok, chúng mình sẽ chuyển tiếp sang câu số 24 nào. Bây giờ đến closest meaning rồi. You should use your own judgment. You don't trust everything you read online. À, bạn cần phải có một cái bộ lọc, sự đánh giá riêng của mình. Chứ đừng có tin mọi thứ mà bạn đọc online, đọc ở trên mạng, đúng không? Vậy thì trust ở đây mình cũng gặp từ này khá là popular, khá là phổ biến rồi. Nên ngay lập tức mình có thể chọn được luôn phương án này là phương án C, believe. Tiếp tục, most foreign visitors are attracted by spectacular scenery of Ha Long Bay. Rồi bây giờ là đầu tiên mình nhìn thấy foreign visitors này, khách du lịch nước ngoài này. Mình nhìn thấy Hạ Long Bay, đúng không? Và thông thường khi mà nghĩ đến Hạ Long Bay và nghĩ đến khách du lịch thì các bạn sẽ thấy là gì? Hầu hết là các khách du lịch rất là ấn tượng bởi cảnh sắc của Hạ Long. Vịnh Hạ Long của mình là một trong những di sản rồi. Nên là mình có thể hiểu luôn cái nghĩa spectacular. Đây nó sẽ là một cái tính từ mô tả cái vịnh Hạ Long của nhà mình. Vậy thì ở đây nó sẽ là một cái gì? Healthy, wealthy, familiar and wonderful. Thế chắc chắn là liên quan đến cảnh sắc thì nó sẽ phải là tuyệt vời, wonderful rồi, đúng không? Thì nó không liên quan đến sức khỏe hay là familiar, quen thuộc ở đây cả. Rồi tiếp tục sang bài viết lại câu nào. It is compulsory. Compulsory là bắt buộc nhá, trải nghiệm của nó là optional, tức là tùy chọn. Vậy thì all road users to follow the traffic rules, tức là tất cả những người mà tham gia giao thông ấy cần phải theo cái luật lệ giao thông, follow the rules. Thì ở đây là gì? Bắt buộc mà, thì chỉ có thể là must, chứ làm gì còn thể nào khác được, đúng không? Vậy thì 26 sẽ là C. Tiếp tục câu 27. Câu 27 này là hôm vừa rồi ở trong cái đề thi thử mình có một cái dạng câu này rồi đấy bạn, ra cái dạng gặp rất là nhiều nên là các bạn lưu ý giúp cô nhá. 5 years ago, nhìn thấy chưa? Last heard, quá khứ đơn. Nhận biết rõ ràng là có ago ở đây rồi, viết lại bằng gì nhỉ? Hiện tại hoàn thành đúng không? Từ bấy đến nay là chưa có nghe tin gì về anh ta cả. Vậy thì hiện tại hoàn thành ở đây mình sẽ có là I haven't heard. Lần cuối cùng nghe tin tức về anh ta là khoảng 5 năm trước thì chưa từng nghe lại từ thời điểm đó đến giờ các bạn. Câu 27 sẽ là C. Tiếp tục sang câu 28 nào. Where are you going this weekend? Ngoặc 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 ngoặc. Thấy ngoặc chưa? Nó sẽ là trực tiếp sang gián tiếp, đúng không? Và ask my sister, đây là chị của tôi hỏi tôi rằng đến đây nó vẫn giống nhau, đến where nó vẫn giống nhau. Vậy thì tiếp tục sẽ là cái gì? Thì một cái lưu ý rất quan trọng đó là đầu tiên ấy, câu nếu mà câu trực tiếp nó là câu hỏi, khi bạn trần thuật lại thì các bạn đừng viết nó là câu hỏi nữa nhé, nó không còn là câu hỏi nữa. Thì cái phương án B này này, đảo am I và D, đảo was I lên, các bạn gạch trước đi cho cùng. Đó. Nhớ nhá, dù là trực tiếp nó là câu hỏi, nhưng mà khi sang gián tiếp, khi các bạn trần thuật lại câu đấy rồi, nó không còn là câu hỏi nữa nhá, nó là câu trần thuật. Vậy thì mình bỏ những cái câu mà theo diện là đảo to be lên, hoặc là đảo trợ động từ lên. Còn lại là A và C đúng không? Thì mình phải lùi thì thôi, trực tiếp sang gián tiếp mà. Phải lùi thì chỉ có mỗi cái phương án C nó là lùi, I was going. Đó, vậy là mình chọn được luôn đáp án câu này. Ok chưa? Tiếp tục nha, chữa lỗi sai nào. Most of the language used by teenagers today, hầu hết những cái ngôn ngữ, những cái ngôn ngữ mà các bạn tuổi teen bây giờ đang dùng ấy. Especially in emails và text messages, đặc biệt là trong emails và các tin nhắn text, như tin nhắn bằng nhắn tin chữ viết ấy đó. It's almost unintelligent to elderly people. Thì ở đây nhá, most of the language, hầu hết cái thông tin, cái ngôn ngữ mà các bạn sử dụng, language đúng đúng không? Chẳng có gì cả. Text messages, emails, text messages là để cùng một dạng thức số nhiều như nhau. Emails và cũng như là tin nhắn văn bản cũng chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? It's almost unintelligent. Unintelligent là không thông minh. Liên quan gì không thông minh mà đến người già nhỉ? Elderly people là người già. Thì đáp án ở đây chỉ có thể là C thôi, đúng không? Nó có thể là unfriendly, nó không thân thiện với người già chẳng hạn. Người già đọc không hiểu gì cả. Ok.
Rồi, tiếp tục câu số 30 này. He breaks his father's attic vase in the living room last night. Ủa, câu này thì quá là dễ luôn. Mình nhìn một phát nhìn thấy last night. Last không có gạch chân nha. Last không gạch chân. Last night là tối qua, đêm hôm qua. Thì làm sao mà động từ lại để ở dạng breaks này được, đúng không? Vậy thì đáp án chỉ có thể là A. Và nếu mà sửa lại thì phải là broke. Ok chưa? Tiếp tục câu 31 nè. My mother takes vitamins regularly. Mẹ tôi thường uống vitamin. As, bởi vì nhá, ở đây as là bởi vì này. She believes that it benefits her mind and skin. Vì bà ấy nghĩ là mẹ tôi cho rằng là nó sẽ có rất là nhiều lợi ích cho gì chỉ não cũng như là da dẻ, đúng không? Có một cái mà các bạn nếu tỉnh táo phát là nhận được ra luôn này. Vitamins ở đây là chủ ngữ số nhiều. À sao đây là danh từ số nhiều. Nhưng mà đằng sau các bạn nhìn thấy là it lại đang để là it không? Nó lại là số ít không? Và một cái chắc chắn hơn nữa là nếu mà đây nó là it là đúng thì benefit phải chia chứ. Tại sao lại để nguyên như vậy được? Đúng không? Vậy thì ở đây thì chắc chắn nó phải là một cái số nhiều rồi. Đáp án đây là C. Đấy. Rồi, đấy là hai câu trả lời sai nha. Mình sẽ cùng chuyển tiếp sang phần với lại câu tiếp. Nối hai cái câu lại với nhau. Nam is not here. He can't give you any advice. Là bởi vì Nam không có mặt ở đây nên là không thể đưa cho bạn bất cứ lời khuyên nào cả. Vậy thì nếu như, giả sử như là Nam ở đây thì có thể đưa lời khuyên, đúng không? Vậy thì đây là một câu gì? Câu giả định mà không có thật ở hiện tại được. Thì mình phải lùi về quá khứ thôi. Các bạn có nhớ không? Điều kiện 2, if did. Và phải một cái would do. If did ở đây là quá khứ đơn. Would do là would cộng với cả verb không tu. Ok chưa? Vậy thì không có thật ở đây thì chỉ có thể là phương án gì? If Nam were here này. Could. Would hoặc là could tương tự nhá. Could give you some advice. Đó. Thì vậy là hết câu đầu tiên của mình viết lại câu nối hai với câu rồi. Chuyển tiếp sang câu số 33 nào. Lan has just graduated from upper secondary school. Upper secondary school hay còn gọi là high school nhá, là cấp 3 nhá. Thì Lan has just graduated. Lan vừa mới tốt nghiệp trường cấp 3, upper secondary school. She received a scholarship to study. Bây giờ thì đã nhận được luôn một cái học bổng để có thể học ở một trường rất là danh tiếng, prestigious university. Vậy thì là sao? Ở đây thì nó đều là những cái gọi là liên từ, các cái cách để cân nối cái này với câu này thì sao phù hợp nhất để nghĩa, đúng không? Thì ở đây có một cái cụm là hardly và when, là ngay khi, thì nó sẽ bằng với cả has just, vừa mới này thì đã, đúng không? Đã nhận được học bổng rồi. Vậy thì đây nó sẽ đúng cái logic của câu này thì sẽ là gì? Ngay khi mà gì? Vừa mới, Lan vừa mới tốt nghiệp graduated from upper secondary school thì receive a scholarship. Ở trên họ biết là y hệt như vậy. Thì động từ là họ đang chia đúng rồi. Vậy thì cái nghĩa ở đây nó cũng phù hợp nữa. Đáp án của câu này sẽ là B. Chỉ có cái lưu ý là hardly, when thì các bạn sẽ phải dùng đảo ngữ thôi. Đó, nhìn thấy hát được đảo lên trước không? Lưu ý giúp cô nhé. Tiếp tục sang bài đọc. Bài đọc này thì cũng khá là đơn giản, ngắn, không bị quá dài, không nhiều từ vựng khó. Nên là chúng mình sẽ cùng đi với nhau luôn. Keeping fit and healthy may seem difficult. Thông thường là những cái câu đầu tiên các bạn không nên bỏ qua, các bạn phải đọc thì có thể nắm được cái background của bài nhé. Chứ đừng có bỏ qua. Bỏ qua thì sẽ rất là về sau mình đọc bị mông lung ấy. Đấy. Keeping fit and healthy. Bây giờ là gì nhỉ? Mình phải giữ gọi là cân đối, thân hình cân đối và mạnh khỏe. Seem difficult, but there are few easy to follow guidelines. Ở đây là những cái hướng dẫn. Nếu chúng ta nghe coi là thế là hướng dẫn về việc là mình keeping fit như thế nào. Firstly này, a balanced diet. Đầu tiên là một cái chế độ ăn nhá. Diet ở đây không nhất thiết là phải là một cái chế độ ăn kiêng gì đó, nó chỉ là chế độ ăn thôi. Nên mình follow một cái diet nào đó. The balanced diet. Ở đây chủ ngữ là như thế này rồi. Thì mình lại thấy động từ luôn, lại không đứng ở đằng sau luôn, động chủ ngữ.
mà nó lại bỏ cách ra một cái như vậy. Đây là cần một cái đại từ quan hệ rồi, và balance diet ở đây thì chỉ có thể đi với cả which, chứ không thể nào là một cái gì khác được, đúng không? Một cái chế độ ăn cân bằng đó. Tiếp tục, experts recommend, là những chuyên gia cho rằng là gì? Reducing the amount of fat in your diet, thì giảm đi, giảm cái lượng chất béo ở trong cái khẩu phần ăn của mình đi. Bởi vì, as ở đây một lần nữa lại là bởi vì nhá, too much can. Ở đây thì là too much ở đây chính là too much fat, nhiều cái chất béo quá thì có thể làm sao. Nhưng vấn đề ở đây nó liên quan đến việc là mình cần một cái động từ mà đi với cả problems. Bất cứ một cái problems nào chứ không phải chỉ có mỗi heart problems là vấn đề về tim mạch, thì nó sẽ đi với cả động từ gì? Nó sẽ đi với cả cause problem gây ra. Ok chưa? Rồi, tiếp tục, secondly, it is important to. Rồi, đây rất là quan trọng trong việc các bạn phải có exercise vào cái daily routine, tức là phải đưa cái luyện tập vào trong cái thói quen, các hoạt động thường ngày của mình, cái daily routine. Thì ở đây mình chỉ có cái fit in là phù hợp thôi, cái match, the use và cái search nó không liên quan nhé. Fit ở đây nó sẽ là động từ, fit cũng có nghĩa là tính từ nữa, vừa vặn nữa, nhưng ở đây nó sẽ cần là verb, vì đây nó là to verb mà. Tiếp tục sang câu 37 nào, mình có thể nhảy cấp luôn đoạn này nhá, mình nhảy luôn sang đây. Finally, staying relaxed is phải luôn luôn là giữ cho mình luôn luôn được thư giãn thì là một cái lý do for good health, cho một cái sức khỏe tốt. Thì ở đây few là ít này, many, how much nó không phù hợp, chỉ có another và the reason của này là danh từ số ít ở đằng sau, đúng không? Thì mình bắt buộc mình phải chọn B ở đây. Tiếp tục câu cuối cùng này, tuy nhiên thì mình vẫn cần đọc một chút nhé ở đoạn trên. Whenever possible, bất cứ khi nào có thể thì do things you enjoy, mình làm những cái thứ mà mình thích, là treat yourself occasionally. Treat yourself là những kiểu là tự thưởng cho mình ấy, occasionally tức là thỉnh thoảng thì mình tự thưởng cho mình, ví dụ là một buổi mình đi chơi, mình đi xem phim, mình đi camping, hay là mình đi massage chẳng hạn, massage mặt chẳng hạn đó. Thì đó, the message is simple, cái thông điệp ở đây nó hết sức là đơn giản thôi. Enjoy yourself but learn to respect your body. Tức là mình cũng vậy, kiểu như là enjoy yourself, mình yêu bản thân mình, nhưng mà mình cũng phải tôn trọng, trân trọng cái cơ thể của mình. Đó là ví dụ như một số bạn, ví dụ rất thích ăn đồ ngọt, thích ăn snack, cakes, các thứ, thì đó là bạn enjoy yourself. Nhưng mà khi mà mình ăn cái đấy vào thì thực ra mình đang không respect your body, mình không hề tôn trọng cái cơ thể của mình. Chắc chắn mình sẽ bị overweight nếu mà khi mình không có những cái hoạt động thể dục thể thao để có thể tiêu hao cái năng lượng này đi, đúng không? Ok, vậy thì cái thông điệp hết sức là đơn giản thôi. So, ở đầu câu đó. Ok, thì vậy là mình đã kết thúc cái bài đọc đầu tiên rồi. Các bạn đánh giá bài đọc này như thế nào? Có thể cho cô chấm điểm bài đọc này bằng một cái biểu tượng cảm xúc nào đấy, hoặc là một cái thang điểm đấy, từ 1 đến 5. 5 là rất khó nhá, 1 là easy. Nào, các bạn thử chấm điểm cái bài đọc này coi sao. Bài đọc thì này với cô thì ít nhất các bạn sẽ làm được những câu, ví dụ như là câu đại từ quan hệ đầu tiên này, A, chắc chắn là sẽ làm được. Ví dụ như là câu another là cái câu của câu 37, another reason thì cũng có thể làm được. Hoặc là cause problems, cũng nhiều bạn biết cái cấu trúc này rồi, không phải là quá là lạ. Đó. Còn lại là có thể ở câu 36, câu 38 các bạn còn lăn tăn, nhưng mục tiêu ít nhất mình cũng phải đạt được 3 trên 5. Sau đó thì trong quá trình mình luyện tập từ giờ đến lúc khi mình sẽ đạt mục tiêu lên được tối thiểu phải là 4, không chỉ phải là 5 trên 5 nhé. Ok, chuyển tiếp sang bài đọc tiếp theo nào. Mình sẽ đi từ câu 39 nhé. Which of the following can be the best title? Rồi lại nhìn thấy best title đúng không? Bỏ qua, tạm bỏ qua câu best title đi. According to the passage, theo đoạn này thì in a cashless society, đây là một cụm từ rất là hay và bây giờ nó trong cái thế giới ngày nay các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều. Cashless, cash là dùng tiền mặt. Cashless là người ta có cái hậu tố less là đằng sau là không, tức là một cái xã hội không tiêu dùng tiền mặt. Thì ở đây là theo như cái đoạn bài đọc, một cái xã hội không dùng tiền mặt thì nó sẽ như thế nào? Thì mình nhìn thấy nhá, hôm trước cũng có bạn hỏi cô là cái kỹ năng đọc như thế nào, thì các bạn sẽ phải rèn luyện cho mình kỹ năng skimming và scanning rất là nhiều. Skimming là đọc lướt để lấy ý chính, và scanning để đọc để lấy chi tiết, ví dụ như một thông số nào đó hoặc là một cái tên nào đó chẳng hạn.
Thì ở đây mình phải đọc scan thật là nhanh này, nhìn thấy luôn này, cashless society nó nằm ngay ở cái đầu dòng của khổ thứ hai đúng không? Thì ở trong một cái cashless society, xã hội mà không tiêu dùng tiền mặt, you do not need to worry about, không phải lo lắng gì cả về việc là enough change for the bus, tức là khi đi xe buýt thì không cần phải đắn đo về tiền lẻ nữa nhá. Change ở đây là tiền lẻ. Rồi là feel much more secure, lại cảm thấy rất là an toàn. Đương nhiên rồi, tôi có cầm tiền đâu mà tôi sợ mất đúng không? Nên là mình sẽ cảm thấy more secure. Thì ở đây ngay trong bài đọc và trong phương án trả lời mình đã có rồi nhá. Feel much safer. Ở đây mình hiểu luôn safer nó chính là more secure nhá. Thì đáp án của câu này đây luôn rồi. C. Tiếp tục the word day in paragraph 3. Nào, giờ là cùng scan thật nhanh, nhìn thấy chữ day chưa? Đây, đây. Đúng không? Thì nó sẽ thay thế cho cái gì? Thì vì nó là đứng ở giữa như thế này, bắt buộc là mình phải đọc một cái đoạn để mình còn hiểu được, đúng không? Small businesses, những cái doanh nghiệp nhỏ are also unhappy, không hài lòng, không cảm thấy là vui. Bởi vì they have to pay a little money to the bank each time somebody pays using card. Tức là sao những cái doanh nghiệp nhỏ thì họ không cảm thấy vui lắm, bởi vì họ phải trả một khoản tiền nho nhỏ cho ngân hàng mỗi một khi mà có khách hàng người ta dùng thẻ using card. Thì cái này ở Việt Nam cũng vậy, nếu như các bạn vẫn đang chưa dùng tiền mặt thì các bạn có thể không biết, nhưng mà cô thì cũng rất là hay dùng thẻ, và mỗi lần mà cô quẹt thẻ thì cái cửa hàng là họ sẽ phải trả tiền cho ngân hàng cái phí quẹt thẻ. Hoặc là nhiều cửa hàng thì họ không trả trả cho ngân hàng, họ yêu cầu mình là khách hàng mình trả. Thì cô lúc đấy phải lăn tăn là bây giờ mình nên quẹt thẻ hay mình trả tiền mặt. Trả tiền mặt thì không mất cái phí đấy, nhưng mà nếu quẹt thẻ thì mất cái phí đấy nhá. Ok, đây là một số gọi là thông tin nho nhỏ cho các bạn để sau mình học hoặc mình làm bài đọc liên quan đến vấn đề của ngân hàng, của các nội dung liên quan đến tiền tệ chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết nội dung này. Thì ở đây đây thì rất rõ ràng đúng không, nó chính là cái small businesses ở đằng trước thôi. Thì đáp án của chúng ta chính là C, small businesses. Tiếp tục the word revolution in paragraph 4. Rồi, nhìn ngay lập tức người ta cũng highlight cho mình revolution đây rồi. Thì ở đây mình sẽ là cái gì? Đến khổ, khổ này này, khổ cuối cùng này này. Thì mình đọc qua một chút thì nó khá là dài, nhưng mình đọc câu đầu tiên này. If it's not just richer countries, không chỉ có những cái nước mà giàu thì họ mới gọi là chi tiêu không dùng tiền mặt nữa. Mà many countries in the developing world, tức là những cái nước ở các quốc gia đang phát triển, họ cũng cho rằng là gì, mobile phones perfect for transferring money, các sử dụng điện thoại để có thể chi trả đúng không, chuyển tiền, cũng giống như bây giờ mình đang dùng thôi, mình dùng có Momo, mình có Viettel Pay, mình có Zalo Pay, tất cả những cái đấy mình chỉ dùng một điện thoại thôi là mình có thể transfer money được. Vậy thì ở đây nó là một cuộc revolution. Câu cuối cùng luôn, Kenya has led a revolution in mobile banking. Mobile banking là mình gọi là các thao tác chuyển tiền đều chỉ sử dụng điện thoại thôi. Vậy thì revolution sẽ là một sự thay đổi rất lớn đúng không? Và như vậy thì nó sẽ là gì? An important change, một sự thay đổi rất là quan trọng, một cuộc cách mạng. Ok, chuyển tiếp sang câu 43. Câu 43 ở đây chúng mình sẽ có là gì? Which of the following is not true according to the passage? Rồi mình theo như cái đoạn này thì cái thông tin nào là không chính xác? Cô để cái tờ trắng này cho các bạn đỡ bị lẫn nhé. Đây. Ok chưa? Thì people in Sweden can pay for bus tickets by mobile phone. Người dân ở Thụy Điển thì có thể gì? Pay bus ticket by mobile phone, đúng không? Thì bây giờ mình lại bắt buộc mình phải quay ngược lại để xem cái đoạn là người dân ở Thụy Điển và người Thụy Điển thì họ có thể pay pass được không? Thì thực ra là tư duy một cách logic nãy giờ mình đọc ấy, mình cũng thấy là gì? Đi Thụy Điển là người ta đi xe buýt, người ta không cần phải quan tâm đến tiền lẻ nữa. Thì có nghĩa là người ta có thể sử dụng một cái phương thức khác để thanh toán thay vì là dùng tiền mặt, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có luôn là instead you pay for a ticket by card or mobile phone. Đó, rất rõ ràng rồi, luôn khổ đầu tiên đang nói về Thụy Điển đấy rồi. Vậy thì cái này chính xác nhá. A,
Tiếp tục, few people in Kenya own a mobile phone. Rất ít người ở Kenya có được cho mình một cái chiếc điện thoại di động. Thì mình hãy quay lại khổ Kenya. Kenya thì nó bắt đầu từ khổ nào nhỉ? Chính là cái khổ cuối cùng ấy mà lúc nãy cô bảo là không phải những cái nước giàu mới dùng mà kể cả những nước nghèo người ta cũng bắt đầu dùng mobile phone rồi đúng không? For example này, ví dụ này, ở Kenya thì only a few people have a bank account. Chỉ có một số ít người là có bank account, là tài khoản ngân hàng thôi. Nhưng mà lots of Kenyans là rất nhiều người ở Kenya thì lại có mobile phone. Vậy thì đáp án của câu này đây rồi. Chính là câu này, few people là rất ít đúng không? Ở đây chỉ có rất ít người là sở hữu tài khoản ngân hàng, bank account thôi, chứ không phải là mobile phone. Vậy thì đáp án của câu này chính là B. Ok chưa? Rồi, thì đó là chúng mình đã lại cùng với nhau trải qua tiếp một bài tập nữa rồi. À, chúng ta đã trôi đến cái bài tập cuối cùng rồi. À, bài này thì cô nhận định là bài đọc này không quá khó nhé. Về 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 mặt lý thuyết là cũng không quá khó, nó chỉ hơi gọi là trúc trắc một chút và đôi khi là mình không phân tích được ra rõ về nghĩa của từng paragraph, ý chính của từng đoạn một ấy, thì nó khiến cho mình hơi confusing một tí thôi. Nhưng không sao, chúng mình cũng sẽ đi cùng với nhau. Ok, which of the following can be the best title? À, chết rồi đó. Đấy, đấy, đấy. Các bạn biết cô vừa mắc một cái lỗi gì không? Đố biết cô vừa mắc một cái lỗi gì? Ta-da, cô đã quên câu 39 đấy. Chính là gì? Best title for the passage. Ở cái bài trước thì theo các bạn tiêu đề nào mà sẽ phù hợp? Đó, một bài học nhớ đời nhá. Đến cô còn bị nhớ đời đấy luôn. Đó chính là gì? Khi mà mình làm xong hết ấy, bắt buộc mình dò lại hết toàn bộ xem có câu nào sót không. Về mặt nguyên tắc các bài trắc nghiệm các bạn phải tô bằng kín hết cho cô, không được bỏ sót bất cứ một cái câu nào nhá. Một sai lầm tí thì chết. Đó. Vậy thì best title cho cái đoạn này sẽ là gì? Mình cũng đọc với nhau này, bank notes then cash. Bank notes cũng là tiền giấy. Đó. Then cash tiền mặt. B này, why once again Sweden? Tại sao lại là người Thụy, à tại sao lại là Thụy Điển? New currency unit for Kenya, một cái đơn vị tiền tệ mới cho Kenya. Thì B về đi các bạn phải cạnh đầu tiên cho cô đã nói rất là nhiều lần về cái cách mà làm một câu hỏi liên quan đến best title này, đó là không được đi vào tiểu tiết của bất cứ một đoạn nào, nó phải nói lên ý chung của cả một toàn đoạn thì nó mới là tiêu đề, là best title được. Thế nên là hai cái nội dung của câu B và câu D nó đi sâu tiểu tiết quá, một cái thì nói về Kenya và một cái thì nói về Sweden, Thụy Điển, nên là nó sẽ không phù hợp để làm title. Bây giờ mình chỉ còn lại bank notes, then cash hay là the end of cash. Thì đọc qua một lượt nãy giờ mình đã thấy người ta đang nói về cashless society đúng không? Tức là một cái xã hội không tiêu dùng tiền mặt. Nó là một cái bước tiến sau của một cái xã hội chi dùng tiền mặt trước đó. Vậy thì đáp án của chúng ta chính là C, the end of cash. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. À, sang với lại bài mới. Bài mới thì cũng vẫn câu đầu tiên là best title for the passage, nên là mình cũng lại skip luôn. Mình sẽ chuyển tiếp sang câu 4 nha. Thế the word clashes in paragraph 1 thì nó có nghĩa là gì? Thì bây giờ bắt buộc lại phải đọc phải đọc paragraph 1 thôi. Về cá nhân cô thì cô khuyên là các bạn ít nhất các bạn phải đọc cái khổ đầu tiên để các bạn nắm được ý chính nhé. Thì đây là gì? Often help that technology. À, bài này thuần về công nghệ này. General does little. Rất là ít thôi để có thể giúp được family relationship. À, người ta đang nói gì đó liên quan đến công nghệ và nói đến mối quan hệ trong một gia đình với nhau, đúng không? Và in many cases, the family members này, đây là nhắn những cái người trong gia đình, thành viên trong gia đình, more interested in their smartphone and TV than they are each other. Có nghĩa là sao, trong cái thời buổi công nghệ hiện nay thì bắt đầu có xu hướng là mọi người, tức là mình có feeling là mọi người thành viên trong gia đình thì người ta gọi là thích thú hơn, quan tâm hơn đến những cái gọi là công nghệ như là điện thoại hay là TV hơn là với nhau. Đó. Rồi, before smartphone, trước smartphone thì là TV. Ok, TV was blamed for là một cụm là gì? Đổ lỗi cho cái sự breakdown in communication, sự bộ đổ vỡ về các cái giao tiếp ở trong gia đình, between parents and children. Ok chưa? It was argued that the box, ở đây người ta không highlight từ the box để hỏi mình,
Nhưng mà cũng có một số những trường hợp người ta highlight chẳng hạn, thì the box ở đây các bạn hiểu nó là cái gì? The box ở trong mặt nhá. The box trong mặt ở đây thì nó nói về cái gì? Ở trên. Nó chính là cái TV đấy, đúng không? Cái hộp đấy mà. Stop them from talking. Tức là chỉ vì cái TV đấy thôi, nó khiến cho họ là gì? Không nói chuyện với nhau nữa. And clashes between family members. Nó bắt đầu có những cái gì? Clashes between family members. Mình không biết clashes nghĩa là gì đúng không? Mình đọc tiếp. Family members, những thành viên trong gia đình họ làm sao? The programs to watch. Nó không biết là các bạn đã từng gặp trường hợp này chưa? Ví dụ như cô ngày xưa chẳng hạn nhà chỉ có một cái tivi thôi. Thì sẽ đến một lúc là mẹ thì thích xem phim, bố thì thích xem bóng đá, con thì thích xem hoạt hình. Thế là tranh cãi, mắng nhau, đánh nhau này nọ các thứ chỉ để đòi là con xem cái nọ, bố xem cái kia. Nó khóc lóc ôm sùm cả nhà lên. Thì đó nó chính là một cái sự clashes over what programs to watch. Rồi, đến giờ thì đã hiểu nghĩa của từ clashes sẽ là gì chưa? Nó là những cái gì? Nó là những cái argues, nó là những cái fights. Thì class động từ là như vậy. Thì ở đây class dùng ý nghĩa của danh từ nhá. Nó sẽ là arguments. Đáp án của câu này chính là C. Ok chưa? Thế thì ở đây mình cũng có thể đoán được nghĩa của từ classes này. Nó sẽ là một cái gì đó gọi là giữa cái việc là chọn cái chương trình nào để xem, đúng không? Thì đó, bên cạnh cái nội dung liên quan đến từ vựng, liên quan đến sự gọi là hiểu văn bản, thì quan trọng hơn nữa là các bạn nên có background, nên có kiến thức nền về một cái chủ đề lĩnh vực đó. Thì khi các bạn là đoán ấy, nó sẽ chính xác hơn, độ chính xác nó sẽ cao hơn nhá. Ok, according to the paragraph one lại vẫn là focus vào đoạn 1 thôi. Thì TV làm sao? TV ở đây làm sao? Một là make family members become more interested in each other. Trời ơi, đâu có đâu đúng, đánh cãi chửi nhau để chọn cái kênh truyền hình để xem mà. Nên là không học cái này rồi. Tiếp tục. Greatly helpful, fostering family bonds. Family bonds đấy là sự gắn kết trong gia đình với nhau. Foster là mình gọi là thắt chặt hơn. Đấy. Thì đâu có cái chuyện gì đâu. Còn đang classes đây này. Đúng không? Còn đang abuse đây này. Thì làm sao mà fostering family bonds được. Tiếp tục, encourage more communication among family members. Thì có thực sự là encourage không? Còn đang đổ lỗi là vì stop them from talking to each other đây mà, đúng không? Ngăn cản họ với sự giao tiếp với nhau mà. Thế nên làm sao có thể encourage là khuyến khích lệ được. Vậy thì cái này cũng sai. Vậy thì chỉ có thể là phương án đi thôi. Để chắc chắn thì mình đọc nốt. Claim to prevent parents from conversing with children. À, claim to là giống kiểu blame to đó. Bị đổ lỗi cho cái việc là gì? Ngăn cản bố mẹ à? Và giao tiếp với cả con cái của mình nhá. Thì cái từ conversing này, các bạn có biết cái từ danh từ conversation không? Conversation không? Đó, thì nó chính là danh từ của cái này. Và động từ ở đây là động từ converse nhá, là have conversation, và có cái cuộc đối thoại, nói chuyện, trao đổi. Vậy thì đáp án của con này chính là đi rồi. Tiếp tục, the word done in paragraph 2. Rồi, mình cùng scanning thật nhanh xem cái done nó xuất hiện ở đâu nào. Phần 2 đây, đúng không? Done đây. They often provide topics. Không có mất gì của chúng ta cả, chúng ta cứ đọc cái câu đầu tiên nhá. However này, tuy nhiên, TV programs can be both informative and entertaining. Ngược lại, đúng không? Tuy nhiên mà tuy nhiên thì sẽ có nghĩa là ngược lại. Thì ở đoạn trên người ta đang nói về cái gì đấy? Những cái gọi là ảnh hưởng hoặc là những cái gọi là không tốt của TV. Thì ở đoạn này khả năng người ta đang nói về ưu điểm rồi. Thì ngay câu đầu tiên mình sẽ thấy là gì? TV programs nó informative, nó rất là cung cấp thông tin, entertaining mang tính chất giải trí nữa. Vậy thì gì? Often provide topics for family members to discuss. À, tạo ra thì gọi là những cái chủ đề để gia đình nói chuyện với nhau. Bringing them closer. Them ở đây sẽ là cái gì? Mang mọi người gần lại với nhau hơn. Thì chỉ có thể là thay thế cho cái family members ở đằng trước thôi, đúng không? Chứ không thể nào là TV programs được. Cùng là danh từ nhá, mình có thấy hai danh từ số nhiều liền thì đâm ở đây đều có thể thay thế được, nhưng mà về nghĩa thì nó chỉ có thể là cái family members thôi, chứ nó không thể nào là cái TV programs được nhá. Ok, tiếp tục nhảy một phát đến đoạn 4 luôn rồi.
bỏ qua luôn cái đoạn 3, mình đọc luôn đoạn 4 nhé. Broadly speaking, nói rộng ra thì smartphones do have some negative effects. Ở đây là smartphones liên quan đến điện thoại thông minh thì nó có những cái gì? Effects. Chắc là các bạn cũng biết cái từ negative này rồi đúng không? Mình sẽ có positive và negative, một cái là tích cực và một cái là tiêu cực. Thì ở đây là gì? Closest in meaning. Có nghĩa là nó sẽ gần nghĩa nhất với cái nào? Thì negative và positive cũng vừa nói rồi, nó đối nghĩa nhau. Còn lại minimal, interesting và harmful thì mình có thể chọn được luôn. Harmful ở đây. Đúng không? Đáp án của câu này chính là D. Harmful effects on. Đấy. Tiếp tục câu 49 nào. Which of the following not true nha. Quan trọng là not true. Không đúng. Theo những cái đoạn này. Thì bây giờ mình pick những cái đúng đi xem nào. Đúng không? The lack of communication. Thiếu cái sự giao tiếp trong gia đình. Mostly blamed on the TV. Câu này đọc qua nghe thấy vẻ hơi sai sai đúng không? Tại vì sao? Có quan trọng cái từ nào này không? Các bạn nhìn thấy từ nào này không? Đó. Nào chính là mấu chốt để giúp chúng ta tìm được luôn đáp án của câu này là câu A đấy. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì lack of communication in the family. Thiếu giao tiếp trong gia đình. Ngày xưa thì mới là bị đổ lỗi cho TV. Các bạn nhớ không? Cô lặp lại khẩu một cho các bạn đọc nhá. The TV was blamed. Nó bị đổ lỗi cho cái việc là breakdown in communication này. Vậy là nó đã từng như thế nhưng bây giờ không còn. Bây giờ nó là smartphones, đúng không? Vậy thì đáp án câu này có thể là ấy luôn. Để chắc chắn thì các bạn có thể đọc những cái phương án còn lại để thấy nhá. Nhưng mà cái này là rõ ràng, rõ nét luôn rồi. Rồi, câu tiếp theo là gì? Which of the A in the infer? Cái này là bắt buộc phải suy ra từ cái đoạn này. Đó. Most family prefer, hầu hết các gia đình là prefer nhá, prefer talking, prefer doing something to doing something. Thích cái gì hơn cái gì? Nói chuyện với nhau hơn là việc dùng smartphones ở nhà hàng. À, cái câu này như nãy giờ là mình chưa có đi qua này, mình chưa có thấy cái thông tin nhà hàng ở đâu này. Bây giờ mình cùng cùng scan thật nhanh xem cái nhà hàng nó xuất hiện ở đâu nhá. Khổ một khổ hai mình cũng đọc qua rồi cũng không thấy nhà hàng đúng không? Mình lúc nãy đang skip mất cái khổ ba. Vậy bây giờ thì nhìn thoáng khổ ba xem có thấy cái restaurant ở đâu không. Đây rồi. Mình sẽ thấy cái restaurant ở đây. Mình sẽ cùng đọc câu này nhá. Who has not witnessed? Ai mà chưa từng chứng kiến a table at the restaurant, một cái bàn ở trong cái nhà hàng nào đó. Where all family members are silently focused. À, khi mà tất cả thành viên trong gia đình thì đang tập trung thì im lặng vào cái mobile devices, tập trung vào cái thiết bị di động của mình thôi. À, câu chuyện này thì cô nghĩ là cũng không phải chỉ có family members, mà khi bây giờ cả một hội bạn đi với nhau cũng vậy. À, thực sự như cá nhân cô thế thôi, và nơi kiểu thậm chí là vừa mới ngồi xuống thôi, ai đấy giơ cái điện thoại của mình ra luôn, ngó check in các thứ các kiểu, rồi bắt đầu mới quay sang nói chuyện với nhau, rồi bắt đầu mới sang gọi món này nọ các thứ. Thì đấy con nó cũng là một cái thói quen không tốt mà mình nên từ bỏ đi, tại vì nó sẽ khiến cho mình là break down cái communication đúng không? Đó, vậy thì ở đây thì mình thấy luôn là hầu hết các gia đình prefer to talking, prefer talking to one another, đâu có prefer đâu, dán mắt vào điện thoại mà đâu có prefer talking đâu. Vậy nên là cái này không thể suy ra được, nó sai luôn. 21st century families, những gia đình ở thế kỷ 21. Cái thông tin này mình cũng thấy ở đâu ấy nhỉ? Mình đã từng gặp nãy giờ chưa? Chưa đúng không? Đầu tiên là Jerry not in favor of, không thích xem TV cùng với nhau. Thì câu này là sao? Những gia đình ở thế kỷ thứ 21 này. Scan được nhanh nhé, người dân 21st century families này. Đấy. Do not need to watch the same program at the same time. Thì đoạn này lúc đấy các bạn có nhớ không? Có từ however này, nhưng cô mới bảo là đoạn trên thì đang đổ lỗi cho TV, nhưng đoạn dưới đoạn 2 thì không đổ lỗi nữa mà đang nói nhiều về việc gọi là ưu điểm của TV, của những chương trình trên TV đúng không? Vậy thì sao những cái gia đình ở thế kỷ thứ 21 không cần phải xem cùng một chương trình cùng một giờ? The fact that people can watch what they want. Họ có thể xem bất cứ cái gì họ muốn. More result in này. Quan trọng này, dẫn đến cái việc gì? More time for family to be together.
có nhiều thời gian hơn cùng nhau. Vấn đề một chút là đấy là tại sao mọi người có thể xem được nhiều chương trình ở cũng ấy không thời gian khác nhau, bởi vì mình bây giờ có truyền hình quay lại đúng không, hoặc là mình có thể xem thông qua YouTube, xem lại các kênh đấy, nên là không nhất thiết phải tranh nhau, bởi vì vậy là mình có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Nên là vậy là câu này là cũng not in favor, là không đúng. Parents in the past, bố mẹ ở trong quá khứ thì sao? Did not criticize, không criticize their children for watching too much television. Không gọi là phê phán, không mắng mỏ các con của mình vì là gì? Xem quá nhiều TV. Thì thực ra là nội dung của cái này thì đang thiên về vừa về việc là gì? Bố mẹ criticize này, các bạn lại cùng nhìn cho cô thật nhanh, criticize nó xuất hiện ở đây này. Thì là bố mẹ đang criticize cái thời gian con họ spend online, chứ không phải đang nói về thời gian con họ xem TV. Vậy thì cái này cũng không thể infer được. Vậy thì đáp án của cô 50 chỉ có thể phương án đi thôi. Mình đọc phương án đi nốt nhé. A lot of families are still incapable of. Rất nhiều gia đình đang không không biết, và như là không có khả năng making good use of là tận dụng nhé, smartphones tận dụng những cái ưu điểm, những cái positive effects của nó nhé. Thì mình cùng check lại cái thông tin này, nghe thì có vẻ đúng rồi, tại vì thực ra mà nói thì bất cứ một cái thiết bị nào mà cũng đều có ưu điểm và nhược điểm, cái chính là mình tận dụng, mình sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả hơn đúng không. Nghe thì có vẻ có lý rồi, bây giờ mình check một lần nữa cái thông tin trong bài cho chắc chắn nhé. Thì mình sẽ đọc luôn là parents and children should discuss how they use technology to make them to help them make the most of. Make the most of ở đây nó cũng giống là make good use of ở dưới technology. Bây giờ là bố mẹ với các con cái cần phải thảo luận về việc là cách họ dùng công nghệ như thế nào để có thể tối ưu được nó, thay vì là blaming it for their problems, thay vì là đổ lỗi cho nó về những cái vấn đề của họ đúng không. Vậy thì vấn đề cái chính là họ vẫn chưa tìm được cái cách sử dụng đúng những cái ưu điểm và những cái tác dụng tốt của những cái công cụ như là smartphones hay là những cái electronic devices kia. Đó, vậy thì đáp án của con này chính là đi nhá. Quay ngược lại câu số 44 thì khi này best title sẽ là cái gì nhỉ? A là how to deal with này, giải quyết những vấn đề về generation gap, khoảng cách giữa các thế hệ. Thông thường thì cái này nó sẽ không, trong bài này mình không có nói, không có thầy nói về khoảng cách thế hệ. Khoảng cách thế hệ nó có thể khác biệt. Ví dụ như ở những cái gia đình sống ba thế hệ, ông bà bố mẹ con cái có những khoảng cách về thế hệ, như là con thì thích nghe nhạc bật nhạc ầm ầm lên, ông bà thì già rồi cần phải ngủ chẳng hạn, là cần một cái môi trường không gian yên tĩnh, thì nó là cái generation gap. Thì ở đây bài này mình không thấy con nói về cái gap đấy. Tiếp tục là how technology affects family relationship. À, đây là cái cách mà công nghệ ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong gia đình. Thì đây tinh tinh chính là best title rồi nhá. Mình chọn luôn, có thể mình chấm nhẹ một cái để mình còn đang lăn tăn mình đọc tiếp. Negative impacts, những cái ảnh hưởng tiêu cực của technology on school children. Thì ở đây cái cấu trúc nó nằm ở cái chữ school children này. Nó không chỉ nói về school children, nó nói về cả parents nữa. Vậy nên là câu này nó không đúng. TV and smartphones are means of communication. Thì đúng, TV và smartphone nó là cái phương tiện để giao tiếp, nhưng mà nó không phải là ý chính của cả bài này. Cái ý chính của cái bài này nó là cái vấn đề về việc mình sử dụng những cái phương tiện này như thế nào, đúng chưa? Ok rồi, vậy là chúng mình đã cùng trải qua với nhau tất cả các cái bài trong ngày hôm nay, trong cái đề này rồi, các câu trong ngày rồi. Không biết là các bạn có câu hỏi gì cho cô không nhỉ? Nếu mà có câu hỏi gì thì cứ thoải mái gõ vào comment nhá. Và nếu mà chưa có câu hỏi gì thì các bạn cũng có thể đặt lại câu hỏi trả lời sau cũng được, cô có thể trả lời các bạn qua nhóm Zalo hoặc là trực tiếp trên comment. Và hy vọng là không biết là các bạn đã lĩnh hội được nhiều thông tin trong cái buổi chủ đề ngày hôm nay của cô chưa, có thể cho cô vài cảm nghĩ hoặc là thả một cái biểu tượng cảm xúc vào đấy để chúng mình tương tác với nhau được không, và truyền cho cô động lực để tiếp tục làm những cái đề khác, những cái chủ đề khác cho các bạn. Đề này thì cô đánh giá là cũng quá khó nhá. Những cái bạn mà đã và đang học với cô thì các bạn vừa làm qua thì các bạn cũng đã khẳng định là con cũng phải được 8. Vừa chữa đề xong một lát cô sẽ hỏi lại xem là các bạn được tầm điểm bao nhiêu ha. Cô cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian buổi trưa ngày hôm nay. Mình phải chữa ngay cho nó nóng đúng không?
Bạn nào mà chưa kịp làm thì tối nay cứ làm lại đi, coi như hôm nay mình nghe để biết thôi. Và biết đâu là một số những cái kiến thức vừa rồi cô đưa cho các bạn nó đi vào đầu các bạn luôn rồi. Và đặc biệt là nhớ qua thông qua những cái ví dụ của cô chẳng hạn, có thể giúp các bạn nhớ lâu hơn và đến tối mình làm lại cái đề này mình có thể đúng được nhiều hơn nhé. Và nguyên tắc khi làm đề của cô cũng vậy nhá, các bạn làm đề xong một tháng sau các bạn quay lại các bạn làm tiếp là làm lại cái đề đó thì chắc chắn là cái điểm sẽ gia tăng rất là nhiều, ít nhất phải đúng đến 5 đến 7 câu khác. Và đặc biệt những cái câu nào mà bị sai hai lần ấy thì lại càng ghim nó, lôi lại cái kiến thức để ra học một cách kỹ lưỡng nhất nha. Ok rồi, cô cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ nha, tối nay chúng mình có một cái hẹn 9 giờ quay lại với 21 ngày lấy lại gốc tiếng Anh. Tối nay cũng sẽ lại review một chút về kỳ nhất tại đơn và hiện tại tiết diễn chúng mình đã học và thêm một chiếc kỳ nữa, một chiếc kỳ hết sức là quan trọng. Ok, thank you so much, bye bye and see you tonight. Bye bye.